Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Và ở tập trước thì mình đã có một chuyến đi khám phá xung quanh đây và nhặt được rất là nhiều những cái đầu rồng này, cũng như là hai cái quả trứng rồng hoang dã. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa up nó nha, sắp tới thì mình sẽ up nó sau. Và ngoài ra thì mình cũng đã cắt được vải của rồng Aether rồi. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo hẳn một bộ giáp rồng Aether luôn cho nó khỏe. Và bé rồng lửa của mình cũng đã lớn lên được một xíu rồi nè. Và đặc biệt hơn thì bé rồng nước cũng đã nở ra từ quả trứng mà mình up rồi. Hy vọng rằng thì bé rồng nước có thể bắt kịp với tốc độ phát triển của bé rồng lửa nhé, để lớn lên cùng một lúc ấy. Rồi giờ thì mình sẽ cho mấy bé rồng này ăn trước một cái đã, sau đó thì mình sẽ bắt đầu công việc ngày hôm nay nhé. Rồi mấy bé đã no bụng rồi, giờ thì vô trong nhà và chế tạo một bộ giáp bằng vải của rồng Aether thôi. Bộ giáp của rồng Aether sẽ cho mình khả năng chạy nhanh các bạn ơi, rất là tốt trong việc đi khám phá luôn. Giờ thì mình sẽ chế tạo thêm một cái quần nè, một cái nón cũng như là một cái đôi ủng. Rồi giờ thì mình đã full một set đồ của rồng Aether luôn, giờ thì mình sẽ mặc vô thử nha. Rồi vậy là mình đã sở hữu được set đồ rồng, và khi mình chạy một phát nó sẽ tự động búp cho mình tốc độ 2 luôn, rất là tiện á các bạn ơi. Và thời gian hồi nó cũng khá là mau, và hiện tại thì chất lượng của nó, để mình xem coi nào. Nó không có bị trừ các bạn ơi, cũng tạm được đó. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một vài thứ ở dưới cái khu đào mỏ của mình. Nhất là mình cần phải có một cái cây cúp mềm mại trước cái đã. Hôm trước mình còn thừa một cái cây cúp kim cương ở đây nè. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng nó để enchant cái dòng mềm mại và đào những cái quặng kim cương mà mình tìm được hôm trước nhá. Giờ thì mình mới bắt đầu sử dụng đến cái dòng mềm mại và mấy cái quặng kim cương này. Đây, độ mềm mại mình cần đúng dòng này thôi. Và nó tốn tới 378 điểm kinh nghiệm lận. Hơi mắc nhưng mà không sao đâu, dùng cho mục đích tốt mà. Và cái này nó bị trừ rồi, nhưng mà chắc nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc đào bới của mình ấy. Và để cho nó đào nhanh hơn thì chắc mình sẽ cho nó thêm cái dòng hiệu suất luôn đi. Nó hiệu suất thì khá là rẻ nè. Rồi hiện tại nó đã có hiệu suất 5 rồi. Và bây giờ thì chắc mình sẽ bay xuống cái khu vực đào mỏ của mình luôn nhá. Cánh của mình thì nó cũng gần hỏng mất tiêu rồi. Trước khi bắt đầu chuyến khám phá ngày hôm nay thì chắc mình sẽ làm luôn một cái đôi cánh mới nhá, để mình có thể bay lượn dễ dàng hơn. Và giờ thì mình đã trở lại cái khu mỏ của mình rồi. Mình cần tìm cái chỗ kim cương hôm trước đã. Đó, giờ thì mình sẽ bay riết lại đằng này nè. Ủa chết rồi. Cái chỗ kim cương mình đâu ta? Ui chết rồi, hình như mình bị lạc cái chỗ kim cương hay sao rồi. Chưa, để mình nhìn trên bản đồ coi. Cái này thì thẳng về phía trước nè. À đúng rồi nè, hướng này mới đúng nè. Mình sẽ để kỹ ở hai bên coi. Đây nè, kim cương ở đây nè các bạn ơi. Mình phải đào cẩn thận ra mới được. Để coi cái này có tổng cộng bao nhiêu viên kim cương nhá. Mình cần khoảng 9 hoặc 10 các bạn ơi, khoảng 10 cái quặng kim cương như vậy nè. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu đào ra nhá. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5. Chỉ mới có 5 cái quặng kim cương thôi các bạn ơi. Và hình như ở phía trước vẫn còn nữa hay sao ấy. Để mình kiểm tra kỹ coi. Hình như hôm trước mình đào nhiều hơn 5 thì phải. Đúng không ta? Mình nhớ là mình còn chừa một chỗ bên đây nữa mà. Chắc là mình nhớ nhầm rồi. Khoan. Còn đường nè. Đây nè, còn. Vậy là mình không nhớ nhầm. Coi đào hết số này thì mình được 6, 7, 8, 9, 10 và 11 luôn. Tuyệt vời. Giờ thì mình đã có được 11 cái quặng kim cương rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trở về nhà nhá. Đây, mình sẽ trở về cái tọa độ màu xanh này. Rồi, sau đó thì mình sẽ đặt cái kim cương. Ui chết rồi, bị kẹt rồi. May quá. Rồi, giờ thì mình sẽ để những cái quặng kim cương này ở đây. Một xíu thì mình sẽ dùng đến nha. Và bây giờ thì mình sẽ chế tạo thêm vũ khí thôi. Hôm trước thì mình đã chế tạo được một cái cây nỏ bằng kim cương nè. Và sử dụng cái bon thường thôi. Hôm nay mình dự định sẽ chế tạo một cái bon bằng kim cương luôn ấy. Công thức của nó thì chúng ta chỉ tốn thêm có một viên kim cương hà. Và mình có dòng vô hạn ấy, không biết nó có áp dụng được không nữa. Nên bây giờ thì mình sẽ chế tạo thử nha. Mình cần có thêm hạt sắt nè, cũng như là một cái cọng lông gà. Rồi, giờ thì mình sẽ thử chế tạo luôn. Đỡ ra hạt sắt trước. Và công thức của cái bon kim cương nào. Giờ thì mình sẽ cất cái bon bình thường vô trong trước nha các bạn. Để coi nó có áp dụng được cái bon kim cương không nhá. Hy vọng là được. Ồ, được luôn. Ui, được luôn nè.
Wow, cái bon kim cương á thì mình có 5 đam lận. Vậy là hay rồi. Ủa? Ủa mình phải cắt hết mới được. Đây đây đây, làm lại nè, làm lại nè. Coi coi có mất cái bon không nhá. Ồ, vậy là vô hạn có thể áp dụng được với cái bon kim cương. Hả? Nhưng mà không, sau khi mình nhặt lại thì nó lại rơi ra cái bon thường. Vậy là mình cũng có thể dùng cách này để farm được mấy cái bon thường hay sao ấy. Ok, không, dù sao đã chế tạo được cái bon kim cương rồi. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo hẳn một cái cây cung bằng kim cương nha các bạn. Rồi giờ thì mình sẽ ấn vào công thức. Đó, một cái cây cung kim cương luôn. Mình phải có một cặp như vậy thì mới được các bạn ơi. Và mũi tên thì mình cũng muốn sử dụng mũi tên bằng kim cương luôn ấy. Coi nào, trong đây coi có mũi tên kim cương không nhá. Ui, nó nhiều mũi tên quá à. Diamond Arrow có không? Diamond Arrow skin. Nó chỉ phủ bên ngoài cái lớp kim cương thôi à. Ồ, vậy là không có mũi tên kim cương rồi. Kệ, không sao đâu. Và mình cần phải có một cái mũi tên bình thường trước. Sau đó mình sẽ vô trong nhà ấy. Rồi enchant hẳn một cái dòng vô hạn luôn nhá. Cho cái cung kim cương của mình luôn. Hôm trước thì chỉ cung sắt thôi. Đây, vô hạn đâu rồi? Ten ten và sức mạnh. Ôi, vừa đủ luôn nè. Vậy là mình đã có thêm một cái vũ khí tầm xa mới rồi. Đó chính là một cái cây cung kim cương các bạn ơi. Cung thì có vẻ bắn nhanh hơn cái cây nỏ nè. Wow, được á nha. Gài nỏ sẵn đi, một xíu thì chiến đấu luôn. Và giờ thì mình khá là bừa bộn rồi. Chắc mình sẽ dọn dẹp đồ một cái trước khi làm tiếp công việc tiếp theo nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo một vài thứ cần thiết khác nhá. Đây, đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị ngọc Ender cũng như là thạch anh nè. Kế tiếp thì mình sẽ đặt vô trong như vậy, khoảng hai cái ngọc Ender và hai cái thạch anh ở hai đầu. Như vậy thì mình đã được một cái Ender Rock rồi. Với cái này á thì mình có thể chế tạo được một cây gậy rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt theo công thức như vậy nhá và làm một cái cây gậy kim cương. Rồi mình đã có được một cái cây gậy kim cương rồi, và cái còn lại thì mình sẽ để dành nhá. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu xây một cái cánh cổng thôi. Cánh cổng địa ngục mình đặt ở đây rồi hả? Mình sẽ đặt cái cánh cổng kim cương này cạnh cái cánh cổng địa ngục luôn nhá. Đặt xéo qua đây đi. Đặt sao cho thích hợp ta. Mình cần phải chuẩn bị thêm ít block cái đã. Phải có block đặt ở bốn góc á thì mình sẽ tiết kiệm được một vài cái quặng kim cương hơn. Đây, sử dụng đá cuội tạm nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt cái cánh cổng kim cương xuống thôi. Đặt ở đây, đặt ở đây rồi. Và một hai nè, lên 3 ô. Cái này cũng lên 3 ô luôn. Và sau đó thêm hai cục ở hai góc nữa. Như vậy thì mình đã có được một cái cánh cổng kim cương rồi. Công việc còn lại của mình á là sử dụng cái cây này để kích hoạt lên. Nhưng mà trước khi kích hoạt á thì mình cần phải chế tạo một vài lọ thuốc trước cái đã. Đi xuống dưới sợ nó tối lắm các bạn ơi. Ở đây thì mình có thủy tinh sẵn nè, nên mình sẽ chế tạo ra những cái lọ. Sau đó thì cho vô một ít nước nha để mình có thể nấu lên. Và hôm trước xuống Nether thì mình cũng có thu hoạch về một ít cái búa địa ngục đây nè, nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo thuốc nhìn trong bóng tối nha. Đây, cho ba lọ này vào và nung lên với búa điện. Nhưng mà mình còn thiếu bột quỷ lửa để làm chất đốt quay. Cho bột quỷ lửa vô. Đó, giờ nó mới chịu nấu nè. Kế tiếp thì mình cần phải chuẩn bị một ít cái hạt vàng với cà rốt nữa. Đây, hơn mà mình còn mấy quả cà rốt nha, để mình chế tạo một cái quả cà rốt vàng nhá. Và không thể thiếu đó chính là redstone, để mình có thể tăng cái thời gian mình sử dụng cái thuốc nhìn trong bóng tối các bạn ơi. Cái mẻ thuốc đầu tiên có vẻ nấu khá là lâu, nên bây giờ mình sẽ cố gắng đợi cho nó nấu xong nhá. Tại vì nếu mà không nấu cái lần đầu á thì mình sẽ không thể nào chế tạo ra được thuốc nhìn trong bóng tối đâu. Nó thành thuốc vụn về rồi nè. Giờ thì cho cà rốt vàng vào và đợi qua đêm thì nó sẽ thành được cái lọ thuốc nhìn trong bóng tối á. Mình sẽ ngủ một giấc luôn đi, hy vọng sáng thức dậy thì lọ thuốc của mình nó sẽ nấu xong nhá. Coi nào, xong chưa, xong chưa? Có vẻ nó nấu khá là lâu các bạn ơi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho mấy bé rồng của mình ăn đi. Đây, bé rồng nước cũng ăn nè, nó. Ui, bé rồng nước của mình vừa lớn lên một xíu và đây là rồng nước được. Wow, vậy là mình đã có được hai bé rồng rực và một bé rồng cái rồi. Đây, cho Mimi ăn nè. Rồi, hy vọng là nó đã nấu xong nha. Nãy giờ mãi mê chế thuốc mình quên một thứ nữa. Đó chính là mình cần phải chế tạo một cái đôi cánh mới nữa. Cánh thần tiên của mình nó gần hỏng mất tiêu rồi. Hôm trước mình đã sử dụng cánh thần tiên rồi đúng không? Hôm nay không thần tiên nữa, mình sẽ chế tạo hẳn một cái cánh lửa luôn đi. Và công thức của nó thì mình tiếp tục cần Fairy Dust. Fairy Dust đây nè. Kế tiếp là kim cương cũng như là bốn vàng.
Rồi mình đã đủ công thức rồi đó, giờ thì bắt đầu chế tạo một cái cánh lửa thôi nào. Đây cánh lửa luôn, mà mình còn có một lever. Sợ không có đủ để enchant nhằm chạm ổng ấy. Để coi nào, với một lever thì mình có thể enchant nó được. Ôi không đủ enchant được cái dòng gì hết trơn luôn. Thôi kệ, rồi giờ thì đeo cánh rồng lửa nè. Wow, hơi bị đẹp nha. Rồi còn cái cánh này thì mình sẽ để dành ở nhà đi, làm kỷ niệm. Xong rồi đó, giờ thì mình sẽ ra đây và lấy thuốc rồi chuẩn bị đi khám phá ở dưới cánh cổng kim cương thôi nào. Đây đã được 3 lọ thuốc nhìn trong bóng tối luôn. Mình sẽ cắt bớt thủy tinh ở nhà đi. Đây thủy tinh, đá cuội nè. Cắt bớt vàng vô cái rương này. Ngọc Ender thì sẽ cắt luôn, tại vì Ngọc Ender khá là hiếm các bạn ơi. Mang theo những thứ cần thiết như vậy thôi. Lấy ba lô. Rồi bye bye mấy bé rồng nha. À quên nữa, quên, mình có một thí nghiệm nho nhỏ ấy, là mình sẽ mang cái quả trứng rồng Moonlight này đẹp ấp ở phía dưới cánh cổng kim cương, không biết nó sẽ nở ra cái quả trứng rồng gì nữa. Rồi giờ thì kích hoạt nó lên. Đó, nó bắt đầu kích hoạt ra rồi các bạn ơi. Wow, nhìn hiệu ứng của nó thì không có đẹp bằng cổng Nether đúng không? Nhưng mà bên trong đó là một thế giới mà ai cũng thích hết. Đó chính là thế giới kim cương các bạn ơi. Hy vọng rằng mình có thể xuất hiện ở một nơi dễ dàng nhé. Rồi, giờ thì đi vào thế giới kim cương thôi. Đây chính là thế giới kim cương trong mơ. Wow, kim cương ở khắp mọi nơi luôn các bạn ơi. Nhưng mà hơi nguy hiểm một xíu là nó có TNT này, Wither Skeleton. Nhưng mà bù lại lại có cả những cái khối kim cương nữa. Oh. Wow. Ui chắc mình phải chế tạo một cây Giant Hammer quá à. Chưa, để mình tiêu diệt mấy cái tên này để mình có thể lấy thêm ít cái xương Wither cũng như là những cái đầu Wither Skeleton nhá. Ui, đào gì thì có phải thích hơn không? Ui, cái này mình ở đây cả ngày cũng được các bạn ơi. Không biết đào khi nào mới hết cái thế giới này nữa. Ui, thích nha. Rồi, đào thêm một lần nữa coi. Được 12 level rồi kìa và được 45 viên kim cương luôn. Mình chưa có gia tài nhá. Và nếu muốn đào kim cương nhanh hơn nhưng mà không có kinh nghiệm thì mình có thể lên đây để đào những cái khối này. Mình sẽ mang về một ít đi để có thể chế tạo áo giáp kim cương cho mấy bé rồng ở nhà của mình. Tuy còn bé nhưng mà mình phải chuẩn bị sẵn các bạn ơi. Vừa lớn lên đó là mình cho mặc áo giáp liền, vậy thì mới có thể chiến đấu cùng mình tốt hơn được. Và phía dưới này mình không hiểu sao nó lại có TNT chi nữa. Mình không có mang theo mặt lửa nữa. À quên, mãi mê đào kim cương. Mình phải ấp cái quả trứng rồng Moonlight này cái đã. Không biết ở dưới này nó có nở ra được không nữa. Rồi, thử thôi. Hy vọng cái rồng này sẽ mau nở nha. Và xung quanh đây thì mình sẽ bao bọc em ấy bằng những cái viên kim cương đi. Cái này mình sẽ đào sao đừng cho trúng ta. Úi dùi. Mình phải đào sao cẩn thận á, đừng cho trúng bé rồng của mình. Đó, đào mép như vậy thôi. Úi, còn một quặng nữa. Đây. Úi. Sao cứ đánh trúng quả trứng hoài à? Cho quả trứng ăn cũng được nữa các bạn ơi, để cho hồi máu của quả trứng lại ấy. Rồi đào thêm một lần nữa nè. Rồi còn đúng một cái quặng kim cương để đặt quả trứng luôn. Giờ thì đợi cho quả trứng nở ra thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi xung quanh coi. Ở dưới này ngoài kim cương, lava cũng như là những cái con Wither Skeleton nè, còn có cái gì đặc biệt không nhá. Nhưng mà cần phải chuẩn bị vũ khí trước đã. Ý, mình có cách này nè. Tròn hắn. Ôi mình định tròn bắn hắn lọt xuống lava mà. Chưa hết hắn chết queo rồi. Thôi kệ hắn đi, giờ mình sẽ đi phiêu lưu ở đây một xíu nha. Ở đây rải rác rất là nhiều kim cương với lại TNT các bạn ơi. Không biết TNT ở dưới đây có công dụng gì nữa, nhưng mà mình thấy nó, ui, nó khá là không cần thiết luôn ấy. Lỡ mà mình kích hoạt nhầm thì nổ mất TNT của mình thì sao. Đó. Mấy cái quả TNT đó mình chắc cú là lava ở phía dưới nó bốc lửa lên ấy các bạn, rồi nó phát nổ á. Nè như mấy cái này nè. Đó. Ui hình như ở phía dưới nó có TNT nó tự kích nổ hay sao ấy. Chờ để mình thử nha. Mồi lỡ nổ thì phí kim cương lắm. Như mấy cái này nè, nổ mất hết mấy viên kim cương luôn. Mặc dù ở đây có rất là nhiều nhưng mà dù sao mình cũng phải trân trọng những gì mình đang có các bạn ơi. Ui mình mới nghe cái xèo á. Ui ở đâu vậy? Ở dưới đây có cái hang hay sao vậy?
cẩn thận, đừng cho rớt xuống kim cương. Ồ, rớt xuống lava. Ở đây còn nè, đập ra, đập ra. Ui, chết rồi, chết rồi. Ui, ở đâu mới ngang xèo vậy? Ui, nữa hả? Ui, nhưng mà không sao đâu, chắc ở đây nổ chắc ha, cả ngày chưa hết luôn các bạn ơi. Tại vì xung quanh đây chỉ toàn kim cương không à. Để mình đi khám phá một xíu coi ở dưới này có cái tòa thành kim cương nào không nhá. Tại vì này nó khá là giống Nether á. Rồi, nhân tiện lúc này thì sẽ farm thêm mấy con Wither Skeleton để tìm thêm những cái xương Wither ấy. Chiến đấu với con này khá là thích nè. Rồi, được. Wow. Ủa, Wither Ball này. Ây da. Dám đánh lén hả? Ô, xương Wither có hai loại khác nhau luôn. Ô, Wither Ball này dùng để chế tạo một cái vũ khí xịn hơn nè. Một cây cúp Wither luôn. Wow, bộ giáp Wither nữa. Ui, mình phải farm thêm mới được. Mình thử chế tạo bộ giáp của xương đen coi. Wow, xương đen mấy xương bự bự các bạn ơi. Ô, được 4 cái rồi nè. Cố lên, cố lên. Kim cương thì farm vừa vừa thôi, farm nhiều quá xài cũng không có hết các bạn ơi. Thành ra nó lại phí nữa. Rồi, tiêu diệt thêm xương đen nào. Nhưng mà mấy khúc xương đó nó có tỷ lệ rơi ra à, chứ không phải con nào cũng... Ui, làm gì vậy? Ui, anh này làm gì vậy? Ui, anh múa cho mình coi à. Ừ, anh múa mình cũng múa được nè. Thì múa, giờ không chiến đấu nữa mà thì múa các bạn ơi. Ui, ui, chết chết chết, lỡ quýnh anh rồi. Múa tiếp, múa tiếp đi. Ừ, chưa, để mình lại gần coi ảnh có quýnh mình không. Ui, 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 múa. Rồi, không giỡn với ảnh nữa. Mình cần phải farm thêm thật là nhanh mới được. Còn trở về nhà và chế tạo áo giáp nữa. Ở đây vẫn còn nữa nè. Như vậy cái vùng đất này á, chỉ có Wither Skeleton là có thể sống được thôi các bạn ơi. Creeper, Zombie gì á đều không thể sống được. Và dưới này thì nó cũng không quá tối ấy. Mình cứ tưởng nó sẽ rất là tối cơ. Thành ra mình đã chế tạo sẵn những cái lọ thuốc nhìn trong bóng đêm luôn. Nhưng mà không sao đâu. Để khi nào mình đi khám phá, khi nào tối thì mình sẽ dùng cũng được. Rồi giờ thì farm thêm một vài cái anh xương đen nữa nè. Ôi hết gặp mấy anh múa múa rồi. Và farm nãy giờ thì mới được có 6 cái xương đen thôi hả. Ui, xương đen vàng nữa. Wow, dùng để chế tạo một cái xịn hơn. Những vũ khí xương Wither xịn hơn các bạn ơi. Vậy ra Wither cũng khá là nhiều công dụng á. Ở đây còn nguyên một đám nào, mình sẽ farm những cái đám đông đông như vậy. Và thỉnh thoảng trong mấy cái đám này sẽ có một cái anh xương đen mà muốn múa như vậy nè. Ui, mà kiếm gì như vậy nè, cho anh thêm kiếm nè. Đó, cho anh thêm kiếm nha, múa đi, múa đi. Ui, cái này đâu có nhạc đâu mà anh múa ghê vậy. Thôi, mình sẽ bảo tồn những cái anh muốn múa như vậy. Sau này mình sẽ tập hợp lại rồi ha, thành một cái ban nhạc luôn nha, ban nhóm nhảy luôn. Anh này nữa nè. Rồi, lên đây coi. Để mình cố gắng tìm thêm một cái công trình nào đó các bạn ơi. Mình nghĩ ở đây chắc chắn sẽ có một công trình nào đó để cho mình có thể khám phá. Ây da, nhưng mà giờ thì mình đang đói nè. Mình sẽ đi ra bên đây để có thể tìm thêm công trình. Ui, tội đánh lén là phải bị tiêu diệt nè. Đang ăn mà quánh hả? Trời, đánh tránh bữa ăn nghe không. Rồi, ui. Wow, ở dưới thế giới rồng này mà cũng có hang rồng. Ủa, ở dưới thế giới kim cương mà cũng có hang rồng nữa hả? Ui, không lẽ đây là con rồng kim cương sao? Đây là thế giới kim cương mà. Được luôn, lỡ rồi tiêu diệt con rồng này luôn chứ sao giờ. Ở dưới này thì lại có một con rồng lửa. Được, để mình thử dùng cung mình bắn hắn coi. Ý, 2 mũi nha, 3 mũi nè, 4 mũi luôn. Rồi, 5 mũi, 6 mũi, 7 mũi, và cận chiến luôn. Này chỗ nào, ai cho gấp ta. Xương đen đi ra chỗ khác nha, đây là cận chiến của vị trí rồng và rồng hoang dã nha. Rồi, chịu thua đi con rồng. Và mình đang bị dính hiệu ứng yếu đuối kìa. Ồ, chắc phải kết hợp với cây cung thôi các bạn ơi, để tăng thêm sức tấn công ấy. Dùng thêm nỏ luôn nè. Chiến đấu như vậy thì bị tiêu diệt một lần hai con rồng cũng được nữa. Mà mấy tên này hình như có ý đồ, hình như đánh lén mình nè. Đồ cho đánh lén mình được. Ui, đánh lén hả? Thì đánh lén nè, mình sẽ tiêu diệt hết đàn em của hắn luôn. Cho đừng có đánh lén cũng như là làm phiền mình trong lúc mình chiến đấu với con rồng. Con rồng này giờ chỉ biết làm ngơ thôi chứ đâu có làm gì được mình đâu. Tính khà lửa hay gì? Ủa sao con rồng này hiền vậy ta?
trong lửa mà hiền ra luôn á. Không có cà lửa luôn kìa, hình như dưới này nó không biết cà lửa các bạn ơi. Ồ, con này hơi bị hiền rồi nha, lâu lắm rồi đó mới gặp một con rồng hoang dã mà hiền như vậy, không đánh mà luôn kìa. Wow, làm ngơ mặc kệ đàn em bị mình quánh luôn. Ủa, con rồng này kia vậy, ăn thịt không? Chưa, để mình thử coi nó có ăn thịt không nha các bạn. Bước cái này ra đi, nè thịt nè. Ui, nó không chịu ăn luôn. Ăn kiếm không? Ui, kiếm thì ăn nè. Ok, mình sẽ cho nó ăn kiếm nha. Rồi, tiêu diệt nhanh rồi mình còn đi lên trên nữa, không mất quá nhiều thời gian với con rồng này đâu. Ui, sao đàn em thắng ra hoài vậy? Thủ lĩnh rồng thì không có đánh mình mà mấy đàn em của rồng thì lại đánh mình, kỳ lạ thiệt á. Đàn em của con rồng này hơi bị to gan rồi nha. Rồi giờ thì mình sẽ kết hợp hai cây katana này để tiêu diệt nó nhanh nhất nha. Rồi chịu thua đi, ta còn đi chỗ khác nữa. Và mấy con rồng này á thì rất là dễ đưa ra trứng rồng mà hoang dã luôn, mình cần phải tìm thật là nhiều để có thể mang về ấp nhá. Hiện tại mình được 2 quả rồi đó các bạn ở nhà, nhưng mà mình còn thiếu một quả rồng emerald này, cũng như là một quả trứng rồng bronze ấy, nên con rồng này hy vọng nó sẽ rơi ra cho mình nhá. Rồi, nhưng mà con này nó đâu vậy, mình bắn nãy giờ cũng như là chém nãy giờ mà nó vẫn không bị tiêu diệt ấy, đâu thật sự luôn. Tại vì mình còn bị dính thêm hiệu ứng yếu đuối ấy, nên sức tấn công của mình đã giảm đi đáng kể rồi. Đó, nên giờ mình sẽ cố gắng thì vừa nói thì nó đã bị hạ gục rồi. Mình sẽ dọn bớt đồ để mình có thêm không gian và lấy hết những thứ mà nó rơi ra trong người nhá. Vứt bớt mấy cái đá trong cái hang rồng đi, kiếm đá cũng vứt luôn. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lấy dao sẽ dễ rơi ra hơn á. Úi giời, đánh lén chỗ người khác đang làm thịt rồng hả? Cả gan. Rồi chuẩn bị thôi các bạn ơi, đây là thời khắc rất là quan trọng nè. Nếu may mắn thì mình có thể nhặt được thêm trứng rồng á. Ở đâu quánh hoài vậy? Rồi, chuẩn bị nè. Ui, có rơi gì không? Pạc. Ui, kìa, vải rồng nè. Pạc. Hình như phải lấy đúng. Ôi, đúng chỗ nè, ngay đây là đúng chỗ nè. Pạc. Ui, một lần rơi ra 11, 34 luôn. Wow, con này nhiều vải vậy. Pạc. Ui, một quả trứng rồng nữa nè. Không rơi ra gì hả? Lần nữa nè. Pạc. Rơi ra đi. Pạc. Ồ không, thịt rồng tưởng đâu trứng rồng nữa chứ. Ui, vải rồng. Thịt rồng. Rồi, con này nó chỉ có một quả trứng thôi à. Ui, buồn ghê luôn á. Nhưng mà không sao đâu, hy vọng rằng mình sẽ... Ui, ở trên này còn nữa nè. Ui, tốt, vậy là mình đã được một cặp rồng lửa cũng như là rồng gray rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà khá là buồn, tại vì nếu như mà nó rơi ra trứng rồng bronze hoặc là emerald sẽ tốt hơn rất là nhiều luôn á. Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng có trứng rồng mang về là vui dữ lắm rồi. Giờ mình sẽ cất những thứ quan trọng này vô, cũng như là cất bớt kim cương đi. Mang kim cương trong người nhiều quá cũng không có hay đâu. Lỡ gặp ăn cướp thì sao. Rồi, lấy được ba lô rồi đó. Đây có tim rồng thì... Ui, chết. Suýt nữa thì mình bỏ sót hết một quả trứng rồng quý giá rồi. Đây, nhặt về. Ê, làm gì đấy anh bạn? Định ăn trộm trứng rồng à? Cả gan lắm đấy. Rồi, mình sẽ vứt bớt ra và cắt thêm cái quả trứng rồng này vô thôi. Rồi, giờ thì đi lên trên và tiếp tục khám phá đi các bạn ơi. Trong chỗ này thì cũng không có nhiều đồ quý đâu nên mình sẽ bỏ qua nhá. Toàn là những cái rương chứa đồ bình thường thôi. Rồi, cố gắng lên trên mặt đất thôi. Lên phía trên thôi nào, ở đây đâu có đất đâu. Toàn là kim cương thôi. Hôm nay thì mình đã tiến tới thế giới của Bro rồi. Những tập tiếp theo hy vọng rằng mình có thể chế tạo được một cái cây gậy để dẫn tới thế giới của Nớp nhá. Tại vì đã tới thế giới của Bro thì làm sao chúng ta bỏ qua thế giới của Nớp được, đúng không? Rồi, giờ thì lấy hết kim cương cũng như là kinh nghiệm nè. nhiều cực kỳ luôn á các bạn ơi, nó rơi ra từ cái quặng kim cương ấy. Không cần phải đi quánh quái luôn á, chỉ cần cầm cái hammer xuống đây đào thôi, nốt vô không hết luôn. Ai mà thích nha đào kim cương thì đây chính là cánh cổng tuyệt vời nhất rồi. Giờ mình sẽ cố gắng đào ra khỏi cái chỗ này coi cái tổ rồng này nó sâu vậy ta, nãy giờ vẫn chưa có thể vượt qua được nữa. Ui, làm ơn cho tôi ra khỏi đi.
Ui, mình muốn ra khỏi chỗ này. Ui, coi kìa. Ui, kim cương rải rác luôn á. Phải nhặt lại để không thôi bỏ sót á. Mà giờ chắc mình sẽ đào một đường thẳng để ra tới cái chỗ lava luôn nha các bạn. Ui, coi kìa. Wow, những ngày tháng cực khổ đi tìm kim cương ở dưới hang đã không còn rồi các bạn ơi. Mà giờ chúng ta chỉ cần theo bỏ công xuống đây và mang theo một cái ba lô thật là trống để có thể khai thác hết kim cương thôi. Wow, cắt bớt vô mới được. Ui, sau chuyến này về thì mấy bé rồng của mình không sợ thiếu kim cương mà chế tạo áo giáp luôn. Đây, nhặt thêm nữa nè. Nhặt vô. Wow, chưa đâu, còn thế giới khói kim cương nữa kìa. Thế giới đó toàn là khói luôn nhưng mà nó không có kinh nghiệm khi mà đào như vậy nên không thích cho lắm ấy. Rồi, cắt bớt vô và đi tiếp thôi nào. Đi một đoạn thì mình lại gặp được hai cái tổ rồng liên tiếp luôn nè các bạn ơi. Ui, không biết mình có nên kéo hai con rồng lại mình quánh một thể luôn ta. Ừ hé, được á, được á. Mình sẽ quánh một lần hai con luôn đi. Và lần này là một con rồng Ron. Wow, còn kế bên là con rồng gì đây? Ây dù. Ủa, cái này là hai cái tổ rồng mà sao có một con rồng vậy? Ôi, dụ nhau rồi và đậu lỗ Wither Skeleton. Ui, hên thiệt á. Mình không có dòng nhạc luôn nhá. Mình chỉ có sắc bén thôi. Ui, chết rồi, rồng thức rồi. Rồng thức hả rồng? Ai da, con rồng này thì hung hãn hơn con rồng lửa hồi nãy. Nó có khà lửa mình rồi kìa. Ai da dám đốt mình hả? Nhưng mà giờ đã không còn tác dụng lửa với mình rồi. Tại vì mình đã có những cái bùa Wither Skeleton cho phép mình miễn nhiễm với sát thương lửa. Thật là tuyệt luôn. Rồi dập lửa bớt coi nào. Lửa con này nhiều khi mình lại dập không được á các bạn. Chỉ có thể dùng nước để dập thôi ấy. Nên khá là nguy hiểm á. Ui, chết rồi. Ui, nó kích nổ một quả TNT ở đây nè. Nổ quá trời luôn á. Ui, kim cương. Ui, không được, không được. Mặc dù giờ đã trở thành rich kid rồi các bạn ơi, nhưng mà cũng không thể bỏ được kim cương ấy. Tại vì nếu mình bỏ thì sắp tới mình sẽ rất là khó khăn trong việc tìm nó cho coi ấy. Và giờ thì tiêu diệt người nào. Hình như con rồng nó chỉ hung hãn lúc là nó mới thức thôi các bạn ơi. Còn sau khi nó thức, nó gặp mình chắc nó sợ sao nó dám quánh mình rồi kìa. Nó chỉ biết đứng yên vậy không à. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tiêu diệt nhanh nó rồi mình sẽ cùng nhau coi coi trong bụng nó có cái quả trứng nào không nhá. Hy vọng rằng con này nó sẽ rơi ra cho mình thêm mấy cái quả trứng rồng nhá. Cuối cùng thì mình cũng đã dí được con rồng này rồi. Bắn cả buổi trời muốn hư cả cái cây cung của mình luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ vứt những thứ không cần thiết đi. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu lút đồ trong cái con rồng này. Tim rồng thì mình khá không có ăn được. Nhưng mà ở nhà mình cũng có rồi nên mình sẽ tạm thời vứt nó ra nhá. Rồi giờ thì đặt ba lô xuống. Và lút đồ thôi. Nào, cái bụng nó đâu ta? Bụng rồng, đây đây đây, bụng rồng nè. Rồi 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 đi, rồi đi. Ui, ở đây còn kinh nghiệm nè, nhặt vô. Đây, bụng rồng nè. Ơ, chưa rơi hả? À, đây. Coi nào, chưa hết là mình thấy vải rồng rồi đó. Được 12 vải rồng rồi. Kế tiếp thôi. Tiếp tục là vải rồng. Ồ, thịt rồng hả? Rồi, tiếp đi. Tiếp. Ui, lại là vải rồng nữa. Và mình đã có được tổng cộng coi bao nhiêu đây? 52 cái vải rồng rồi. Và lại là thịt rồng. Có vẻ con này con rồng đực hay sao rồi. Không có quả trứng rồi các bạn ơi. Trứng 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 đi. Nữa hả? Ui, sau này chắc mình sẽ có nguyên một cái đội quân rồng đỏ cho mất á. Giờ toàn là trứng rồng đỏ không à. Giờ thì mình đã có tổng cộng là ba con trứng rồng đỏ rồi. Và chưa có quả trứng rồng Ron nữa hết. Ôi, tiếc ghê luôn á, rất là khao khát có một quả trứng rồng Ron mà lại không cho mình mới buồn á chứ. Thôi kệ, dù sao đây cũng là trứng mà con rồng đó để lại cho mình nên mình sẽ mang về nhá, chứ không có vứt được, dù không thích cũng phải mang về. Rồi giờ mình sẽ cắt vải thịt rồng, đầu Wither, xương Wither vào bên trong và tiếp tục đi lên trên để tìm thử coi có cái tòa thành ở dưới thế giới kim cương này không nha các bạn.
bay lượn nãy giờ nhưng mình vẫn chưa có tìm được một cái tòa thành hay các công trình gì khác các bạn ơi. Chẳng qua ở đây chỉ có kim cương với kim cương và thỉnh thoảng còn gặp hang rồng thôi hả. Và quả trứng rồng moonlight của mình thì nó vẫn chưa nở nữa. Chắc cái này thì mình sẽ đợi trong thời gian với 2 tập đi. Hy vọng rằng quả trứng rồng moonlight này có thể nở thành công nhá. Còn giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà. Và trước khi về thì mình sẽ lấy cái ba lô ra và rào lại một cái đã. Lỡ dưới này mà bị tấn công á, thì mình không có cách nào. Ui ui, mình không có cách nào để bảo vệ quả trứng rồng đâu á. Rồi, lấy cái kiếm xuống nè. Và đặt xung quanh bằng những cái kim cương cũng như là rào lại luôn nhá. Đây, chơi hàng rào bằng khối kim cương luôn cho nó xịn hẳn. Rồi, giờ thì mình sẽ trở về nhà và hy vọng rằng bé rồng này sẽ mau nở nhá. Rồi, giờ thì bye bye, trở về nhà thôi. À mà quên, lấy ba lô nữa. Suýt nữa thì quên cái chiến lợi phẩm rồi. Và trở về nhà sau một ngày khám phá dưới thế giới kim cương mệt mỏi và chúng ta sẽ ngủ một giấc trước khi dọn dẹp đồ và chế tạo những thứ tiếp theo nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo sau cái chuyến khám phá này nhá. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo thử một bộ giáp bằng xương của Wither xem nó như thế nào. Đầu tiên mình sẽ làm thử cái nón nè. Ui nó cổng có 2 giáp thôi các bạn ơi, để mình mặc cho thử nha. Ô nó chỉ chừa đúng cặp mắt của mình thôi nè và có vẻ nó cũng khá mạnh á. Rồi kế tiếp là cái áo thử coi. Áo nè. Wow, áo này thấy be sườn luôn. Wow, nhưng mà ủi sao nó không che luôn cái phần ngay bụng mình. May mà mình mặc được cái quần á, còn coi là lộ rốn rồi. Rồi cái tiếp là cái quần thử coi. Wow, cái quần có cảm giác như nó rách rách sao á các bạn ơi. Kiểu như nó vừa bị rách á. Và cuối cùng là đôi ủng nè, còn dư có một cái khúc xương Wither thôi. Rồi, tèn tèn, giờ thì mình đã trở thành một kỵ sĩ Skeleton Wither rồi. Đen thui luôn á, nhưng mà nó khá là hợp tông với cái đôi cánh của mình và được tô thêm cái sự nổi bật bằng cái màu cam của cái đôi cánh lửa ấy. Wow. Được nha, được nha. Giờ thì ui, nhưng mà giáp yếu quá à, nó chưa có full giáp. Nó mạnh cỡ giáp sắt á các bạn ơi. À, cũng tốt quá. Cái này lâu lâu mặc chơi cũng được. Và nó không cho mình hiệu ứng gì hết. Chưa chưa, để mình thử mình đánh một con vật nào đó bất kỳ coi, coi có hiệu ứng Wither không nhá. Ui, mình chỉ là Wither dởm thôi. Chứ không có hiệu ứng Wither khi mà đánh mấy con vật khác được. Rồi kệ, cũng được, cũng được. Giờ thì mình chưa có làm những cái giá cho đồ ấy, nên mình sẽ tạm thời máng mấy cái bộ đồ này vô cái rương nhá. Rồi, kế tiếp là coi nào, mình sẽ dọn những cái quả trứng rồng này, sau đó đặt ra ngay chỗ enchant của mình nè. Đây. Bộ sưu tập trứng rồng của mình toàn là trứng rồng đỏ không à. Mình sẽ treo trên lá đi. Chỗ này còn trống nè. 1, 2, 3. Và bên đây là hai cái quả trứng rồng Gray, 1 và 2. Sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm trứng rồng Ron cũng như là trứng rồng Emerald nữa thì mới đủ bộ rồi mình mới up một lượt luôn nhá. Kế tiếp coi nào, mình có khá là nhiều kim cương cũng như là khói này, cho nên mình sẽ chế tạo những cái bộ giáp cho mấy bé rồng của mình nha. Đầu tiên thì mình cần phải nén kim cương lại trước cái đã. Đây, được 49 rồi. Kế tiếp thì mình sẽ đổi ra những cái Diamond Radiant Armor nè. Một cái cho bé rồng lửa, một cái cho bé rồng rồng kia là rồng nước và một cái cho bé rồng sắp nở nha. Rồi, ra đây và mặc thôi mấy em ơi. Trước khi mặc giáp sẽ cho ăn no bụng trước cái đã. Nãy giờ mình đi khám phá đâu có về mà cho ăn đâu. Rồi cho bé Mimi ăn luôn nhá. Mimi thì có giáp kim cương rồi nên mình sẽ không cho Mimi mặc nữa. Mà mình sẽ cho bé rồng lửa này mặc nè. Đây mặc áo giáp kim cương. Đây cho vào đây mới đúng. Hy vọng mấy bé rồng này thích và bé rồng nước này cũng vậy. Ôi rồng nước hình như... Ồ rồng nước mặc được luôn. Còn bé mà mặc được giáp kim cương là sướng hơn bé rồng Mimi rồi đó. Mimi lớn lên đó thì mới có thể mặc được. Rồi, như vậy thì mấy bé rồng của mình hầu hết đã có áo giáp kim cương rồi. Và sắp tới thì mình sẽ đợi cho quả trứng rồng Moonlight nở ra và mình sẽ cho bé rồng ấy mặc luôn nhá. Tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã có một chuyến khám phá ở dưới thế giới kim cương và không tìm thấy một cái công trình nào đặc biệt ở dưới hết các bạn ơi. Hy vọng rằng những cái cánh cổng tiếp theo mình mở ra sẽ có công trình đặc biệt nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.